Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin bỏ Việt Nam, Nga gần Trung Quốc, đưa tên lửa Putin che cho tàu. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh, đó là việc Trung Quốc và Nga liên tục có những hoạt động quân sự cũng như kinh tế với nhau ngày càng khăng khít. Và đặc biệt sau khi Nga bị các nước phương Tây cấm vận vì đã cưỡng chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, thì sau đó Nga đã quay sang bắt tay với Trung Quốc và phát triển rất mạnh về quân sự và về kinh tế. Và hôm nay, văn phòng Tổng thống Nga tại Moscow cho biết tin mới nhất về hợp tác quân sự giúp Trung Quốc hiện đại hóa tên lửa của Nga tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy tham khảo trên một số trang truyền thông quốc tế đã đăng tải về hình ảnh này với bài viết Nga giúp Trung Quốc có năng lực phòng thủ tên lửa. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 2 tháng 10 năm 2019 vừa qua. Điện Kremlin nói hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 10, tức là hôm nay, rằng động thái của Moscow giúp Bắc Kinh xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa cho thấy hai nước có mối quan hệ đặc biệt. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm, ngày 3 tháng 10 cho biết Nga đang giúp Trung Quốc xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, một năng lực hiện chỉ có hai nước Nga và Hoa Kỳ đang có ở thời điểm này. Đây là một thứ rất nghiêm túc, sẽ làm tăng đáng kể khả năng phòng thủ của Trung Quốc, ông Putin đã nói như vậy. Và các bạn đã thấy rất rõ về việc Trung Quốc và Nga đang bắt tay với nhau. Và cũng qua đây chúng ta thấy rõ hơn việc tại sao trong thời gian vừa qua, khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống vào thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần 3 tháng, nhưng Liên bang Nga không hề có bất cứ một cử chỉ nào để phản đối về việc này, mặc dù Nga cũng có quyền lợi kinh tế ở đó, đó là công ty dầu mỏ Nga Rosneft hiện nay vẫn đang khai thác cùng Petro Việt Nam để tiếp tục thăm dò và khai thác dầu khí. Và cái quyền lợi của Nga với Trung Quốc hiện nay quá lớn, cho nên những cái điều mà Việt Nam tạo điều kiện cho Nga ở Biển Đông thì chưa chắc đã đạt được những mong muốn như Hà Nội tưởng tượng ra. Và chính phủ Nga cũng chưa tiết lộ chi tiết về những thông tin thì sẽ hỗ trợ Trung Quốc cụ thể ra sao. Và thêm một thông tin nữa do người phát ngôn của Điện Kremlin nói. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Presko từ chối cho biết khi nào hệ thống này sẽ hoạt động, nhưng ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại rằng động thái này nhấn mạnh đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc. Ở đây là hình ảnh của phát ngôn viên của Nga, và ông đã nói điều này, và phía sau nó là những hợp đồng và những mối quan hệ rất rắc rối và phức tạp, cũng như là những hợp đồng kinh tế lớn của Nga bán vũ khí cho Trung Quốc trong thời gian tới. Và gần đây chúng ta đã chứng kiến các hoạt động quân sự giữa Nga và Trung Quốc đang diễn ra rất mạnh mẽ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số báo thông tấn đã đăng. Đó là cuộc tuần tra chung của Nga và Trung Quốc khiến Hàn Quốc và Nhật Bản điều chiến đấu cơ. Nga cho biết vừa thực hiện một cuộc tuần tra chung đầu tiên trên không với Trung Quốc, khiến cả Hàn Quốc và Nhật Bản phải điều máy bay phản lực để phản ứng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 máy bay thả bom được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu đã tuần tra trên một tuyến đường được lên kế hoạch từ trước trên vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Và đây là hình ảnh chiếc máy bay A-50 của Nga đã hai lần vi phạm không phận của Hàn Quốc. Theo phân tích của ông Markus, phóng viên quốc phòng, cuộc tuần tra chung đầu tiên này gồm máy bay tầm xa của Nga và Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương gửi một tín hiệu mạnh mẽ về mối quan hệ quân sự đang phát triển giữa Moscow và Bắc Kinh. Dù chưa hẳn là một liên minh chính thức, nhưng các bài tập chung của họ trong quy mô và tinh vi hơn rất nhiều. Đổi lại, việc này phản ánh mối quan hệ ngoại giao và kinh tế ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai nước, vốn đang ngày càng xích lại gần nhau hơn, mặc dù vẫn có một số điểm căng thẳng. Cả hai đều chia sẻ một thế giới quan giống nhau, thù địch với nền dân chủ và tự do phương Tây, mong muốn thúc đẩy một mô hình thay thế, bảo vệ chủ quyền quốc gia của chính họ và thường sẵn sàng thô bạo với những người khác. Đây là nhận xét của phóng viên về quốc phòng. Và cái câu mà ông ta nói ở cuối cùng đó là sẵn sàng thô bạo với những người khác, tức là những cái nước khác bên cạnh, thì đấy là cái điều hiện nay Việt Nam đang phải trải qua. Mặc dù là người đồng chí với Trung Quốc cùng ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa, nhưng Trung Quốc đã liên tục có những hành động xâm chiếm vùng chủ quyền của Việt Nam từ những năm 1979 khi họ tấn công vào biên giới phía Bắc,
và trước đó nữa vào năm 1974 thì họ đã cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Và sau gần đây nhất thì các bạn cũng đã chứng kiến vào năm 1988 thì họ đã bắn chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ngay trên đảo Gạc Ma và cướp đảo này, và hiện nay đang xây dựng nó thành căn cứ quân sự rất lớn. Và gần đây, trong một quá khứ, chúng ta cũng đã biết Nga và Trung Quốc đã từng có thời kỳ xung đột tại biên giới và nhiều người Nga vẫn đề phòng Trung Quốc. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số các trang truyền thông cũng đã đăng tải. Nhưng cũng có thể xem lại, đó là trận Trung Quốc đánh Úc chiếm đảo khiến Liên Xô không kịp trở tay. Căng thẳng Liên Xô, Trung Quốc vào những năm 1960 dẫn đến cuộc xung đột biên giới, tranh chấp ở hòn đảo Chân Bảo, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Đây là hình ảnh binh sĩ Trung Quốc xô sát với binh sĩ biên phòng Liên Xô trên đảo Chân Bảo, tiếng Nga còn gọi là Damaski. Cuộc xung đột biên giới Liên Xô-Trung Quốc vào năm 1969 xảy ra ở điểm nóng tranh chấp trên đảo Chân Bảo hoặc là Damaski và một số khu vực khác, suýt kéo hai quốc gia này vào một chiến tranh hạt nhân. Mối quan hệ của Moscow với Bắc Kinh từng mang đậm sự cảnh giác lẫn nhau trong quá khứ, và một số người ở Nga lo ngại về hình ảnh và ảnh hưởng của Trung Quốc với miền viễn đông của Nga, nơi dân cư thưa thớt với dầu khoáng sản. Nga và Trung Quốc có chung đường biên giới dài tới 4.200 km. Đây là hình quá khứ của Nga và Trung Quốc. Và sau khi bản thân Nga cũng đã gặp vấn đề rất rắc rối với các nước phương Tây và châu Âu, đó là việc của họ là sau khi cưỡng chiếm bán đảo Crimea từ Ukraine từ hồi năm 2014, Nga đã bị các nước phương Tây trừng phạt nên họ giờ đây xoay trục về phía đông, và kể từ đó quan hệ thương mại của Nga với Trung Quốc đã tăng lên rất nhiều. Và hình ảnh gần đây nhất mà các bạn có thể xem xét đó là việc Trung Quốc sẽ là khách hàng đầu tiên mua tên lửa S-500 của Nga. Đây là hình ảnh được chia sẻ. Và dù tham số kỹ thuật chính thức của S-500 vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng theo các hãng thông tấn lớn của Nga như Sputnik, RT, S-500 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa hành trình và máy bay, với tầm bắn dự kiến đến 600 km chống mục tiêu đạn đạo và 400 km đối phó mục tiêu khí động. S-500 có thể phát hiện và đánh chặn đồng thời 10 quả tên lửa đạn đạo bay với tốc độ siêu thanh, tức là 5 km một giây, khoảng 18.000 km một giờ. Nó cũng được thiết kế để có thể tiêu diệt tên lửa hành trình siêu thanh và các mục tiêu trên không khác, bay với tốc độ trên Mach 5, thậm chí cả tàu vũ khí. Độ cao đánh chặn mục tiêu có thể đạt từ 180 đến 200 km. Nguồn tin không chính thức của tình báo Mỹ xác nhận hệ thống S-500 được bắn thử vào hồi tháng 5 năm 2018 đã đánh trúng mục tiêu cách xa 482 km. Và đây là tên lửa rất hiện đại và hiện nay Trung Quốc đã đăng ký mua của Nga. Và với ngân sách quốc phòng của năm 2019 của Trung Quốc với trên 170 tỷ đô la thì Trung Quốc đã đặt mua xong hệ thống tên lửa S-400 và đã đưa vào vận hành rồi. Và dự kiến với hệ thống S-500 này thì Trung Quốc sẽ trở thành bá chủ của khu vực châu Á với những hệ thống tên lửa hiện đại hàng đầu. Và Việt Nam năm nay cũng chi trên 5 tỷ đô la để mua sắm và duy trì lực lượng quân đội của mình, nên hiện nay mới chỉ mua được một ít tên lửa với tính năng thấp hơn, đó là loại S-300 mà thôi, và tiếp tục đang đàm phán để mua loại S-400 của Nga. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy tên lửa S-400. Bỏ qua đe dọa Mỹ, 13 nước trong đó có Việt Nam thảo luận mua S-400. Hãng tin CNBC dẫn nguồn thông tin từ tình báo Mỹ cho biết, bất chấp sự đe dọa cấm vận của Mỹ, khoảng 13 nước quốc gia tham gia và đặt mua vấn đề tên lửa S-400 của Nga, Kripal. Vấn đề đau đầu là số nước lại là đồng minh của Mỹ. Hệ thống phòng không tầm trung S-400 Kripal được thiết kế để đánh chặn bất cứ loại phương tiện bay nào trong bán kính 400 km. Khi tăng cường thêm các mô đun, công nghệ và tên lửa mới, phạm vi tấn công đạt tới 600 km. Radar của Kripal có khả năng phát hiện tất cả các mục tiêu có ứng dụng công nghệ tàng hình. Lực lượng phòng không Nga đã đưa tên lửa siêu âm 40N6 với tầm bắn hiệu quả 400 km vào biên chế cho tổ hợp S-400 và S-300 nâng cấp. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu bay với tốc độ siêu âm và vệ tinh quỹ đạo thấp. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy tên lửa này vừa qua đã được bố trí ở chiến trường Syria. Và qua quá trình trên chúng ta đã thấy rất rõ Nga đã và sẽ tiếp tục trang bị cho Trung Quốc các loại vũ khí hiện đại nhất. Trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều vũ khí được triển khai ra các đảo nhân tạo
trên tàu hải quân để tác chiến ở vùng Biển Đông. Đây là mối đe dọa rất lớn đối với quân đội nhân dân Việt Nam trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Và gần đây các bạn cũng đã chứng kiến, càng ngày Trung Quốc càng hung hăng trên Biển Đông và liên tục đưa tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã phản ứng rất nhiều lần, nhưng Trung Quốc dường như bỏ qua tất cả những cố gắng về ngoại giao của Việt Nam đối với Trung Quốc. Và Trung Quốc sẽ kiên trì làm điều này. Chính vì vậy, nếu Việt Nam đứng một mình thì không thể khi nổ ra chiến tranh với Trung Quốc, Việt Nam sẽ bị Trung Quốc đè bẹp một cách rất nhanh chóng trên Biển Đông, vì họ có tiềm lực quốc phòng rất lớn cũng như được sự ủng hộ của Nga. Vậy điều Việt Nam cần làm gì? Đó là Việt Nam cần phải sớm liên minh với Mỹ và châu Âu và các nước đồng minh ở châu Á để cùng nhau có đối sách đủ mạnh kiềm chế Trung Quốc và bảo vệ an toàn cho trên 90 triệu người dân của mình. Điều này chỉ được thực hiện khi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam bị chôn vùi và để xây dựng một thể chế dân chủ, tự do cho người dân Việt Nam trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ 6, ngày 4 tháng 10 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể biết và cùng cập nhật và cung cấp cho các bạn những thông tin nhanh nhất, mới nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Trung Khoa từ Berlin.